ADN á chứng nhận ra là bánh tráng trộn Diva, là có nhiều người nói bánh tráng trộn Diva để được ngày mai vẫn ăn được, nhưng mà các thi không bảo đảm điều đó. Ai, người ta muốn bỏ là chuyện của người ta. Có nhiều người nói là để bánh tráng trộn nó ngày mai hấp nước cát lại ăn vẫn được nha, nhưng mà các thi không chịu. Các thi muốn bán cho mọi người ăn liền trong đêm. Nó nghe nè, hai đứa đầu bạc bạc liền ngôi công bị tàu quán nhập ma đó, đến đây nè. Trời ơi, đứng chưa xa với hai em. Đẹp trai dữ sợ luôn á. Thôi, tại vì ngày mai là em bay về Hà Nội đó. Không được, không được. Ngày mai em bay về Hà Nội phải không? Dạ. Em muốn chị sẽ ưu tiên cho em là khoảng mấy giờ em đi? Vậy, cỡ ngày mai là chiều, 2 giờ chiều. 2 giờ chiều, 1 giờ em lại nhà chị. Chị sẽ ưu tiên cho em. Để em đem ra Hà Nội. 1 giờ mất kịp. 12 giờ chưa có bánh. Dạ, 12 giờ chưa. Đây nè. Chưa. 1 giờ là được 2 rồi. Không có. Cái đó là mình ưu tiên rồi đó, mình cố gắng rồi đó. Thế em ơi, rồi sao nè, mình luôn qua bên này nè, hàng 4 nè. Anh mình luôn qua đây nè. Cái hàng này nó ngắn nè, mình lẹ lẹ được đúng không? Còn ngồi đó nó sao, chút xíu mình tới mình bị đau đúng không? Không biết à, nói cho mọi người lùa qua đây chứ nó tiện nghe đi qua đây nè. Những người miền Tây đó nó lùi lùi rồi. Mấy phần? 3 phần đúng không? Có thể đưa cho mình 10.000, cảm ơn nghe. Sáu phần 180, đưa đây. Rồi các thứ đó đưa lại 2 triệu. Cảm ơn gia đình mình nha. Đúng vậy. Không, mình ngồi đi, tới tôi mình lấy nha. Thì em sẽ qua bị mất ghế kìa. Mất kìa. Rồi không sao đâu, em nói dừng lại kìa. Không sao, ngồi đi, ngồi lại đi. Hả? Mọi người đến đây á, các thi muốn phục vụ cho mọi người ăn bánh tráng. Mà cái tâm mọi người đi về nó thoải mái. Dù ăn bánh tráng dở mà cái tâm nó vẫn thoải mái thì được. Không có cần mà bị siết chặt vô. Biết tại sao mà bánh tráng của các thi mà được mọi người biết đến không? Không phải là vì bánh tráng đặc biệt hay là bánh tráng quá ngon, không phải như vậy. Bánh tráng của các thi giống như bánh tráng mọi người đang bán thôi. Không cần 4 bịch nha. Rồi, đầu tiên mình 4 bịch, sao cần có 2 bịch vậy? Rồi, có lại là 80.000. Các thi chưa khẳng định là bánh tráng mình là ngon xuất sắc hay là bánh tráng của mình là tuyệt vời. Không, các thi không có nói gì đó. Các thi phục vụ bánh tráng cho mọi người á là trên tinh thần á, một bịch đó cho người thứ ba luôn đi, cho người ta đang đợi mua 4 phần mình đưa cho 3 phần, mình biết ta là 1 bịch. Mấy phần? Không, bây giờ mình còn 1 bịch à. Còn xếp hàng không được thì mình phải xếp hàng. Không cảm giùm các thi nha. Cũng là mình phải đợi. Đưa 1 bịch đó cho em, nó mới về giùm các thi. Thì các thi muốn nói với mọi người là mọi người trên phương diện bánh tráng của các thi giống như bánh tráng bình thường mà mọi người đã từng ăn, nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng đặc biệt ở đây á, mọi người biết không, là mọi người á, có thể là mọi người đến đây mọi người xem các thi để các thi phục vụ cho mọi người giống như một cái chương trình nào đó, chứ nghĩa nó khùng nó điên những cái nào đó làm cho mọi người hài lòng, chứ không phải các thi nói là bánh tráng mình ngon đặc biệt rồi mọi người kéo nhau cái mọi người đến. Có nhiều người về ăn rồi, ủa bánh tráng cũng đâu có gì đặc biệt. Đúng là không có gì đặc biệt hết, nhưng đặc biệt ở đây là mình buôn bán cái tình thương, mình buôn bán, mình trao đổi với lại khách hàng á, cái mình dành tặng cho mọi người qua những giống như những cái câu hài, cái gì đó mình làm được, mình phục vụ cho mọi người, cái gì được mình sẽ phục vụ. Cho nên mọi người đừng có quên là các thi đang phục vụ bánh tráng cũng giống như mọi người, không có gì đặc biệt hết. Bánh tráng của các thi là không có gì đặc biệt hết, chỉ có cái tình yêu thương. Nhất là canh ba yêu thương miễn phí của công ty nha. Đợi các thi tí xíu. Cương ơi, lấy xoài thêm em nghe, lấy bánh. Trời ơi là trời, mất canh 2002 đó. Cái túi nó đi cho một cái đa của thủ 450 năm tuổi. Giàu dữ sợ. Mọi người biết không, hồi bữa các thi có ưu tiên cho những người lớn tuổi, ưu tiên cho những người có bầu, nhưng mà bây giờ các thi vẫn ưu tiên cho người có bầu và cũng có thể ưu tiên cho người lớn tuổi. Nhưng các thi có đó, hồi đó các thi có ưu tiên cho những người những đứa bé nữa. Nhưng mà những đứa bé
dễ bị lợi dụng quá. Cái bắt bé đứng hoài xếp hàng á, muốn bắt bé lại mua, cô ơi bán con bịch con đi liền, chút xíu giọng vô, cô bán có hai bịch con đi học, cô này cái nọ, cho nên các thi thì các thi sẽ không ưu tiên cho con nít nữa, và các thi sẽ ưu tiên cho người già. Nhưng mà ưu tiên cho người già cũng trên phương diện cái gì, các thi ra quy định nào 3 phần 1 người đi, ví dụ là như vậy thì tới ông hay cô hay bạn hay chú gì lớn tuổi mà bước vô đây các thi vẫn ưu tiên cho 3 phần như thế, chứ không phải là cái kiểu mà cô lớn tuổi chú lớn tuổi cô ưu tiên cho chú 10 phần 20 phần, không ai vậy đó. Cho nên trên phương diện song song vào đó thì các thi vẫn phục vụ cho những người lớn tuổi, nhưng mà người lớn tuổi chỉ mua 1 lần. Có nhiều người á, mọi người biết không, vô 2 lần lớn tuổi á bán 5 phần đi 10 phần đi, mọi người biết sao? Để mấy cô đó bị ở ngoài người ta gửi, ta làm biến đi đứng đợi người ta gửi á, còn mấy cô vô đấy mua trực tiếp. Thật sự mọi người biết á, em bán là em bán cho cô 5 phần, ví dụ 1 ngày em ra 100 phần đi, em bán cho người 10 phần thì 10 người em hết rồi. Nhưng mà ở đây em muốn bán như vậy, nếu mà em bán như vậy thì tất cả mọi người đang ngồi đợi em thì người ta mỗi mòn tao đợi em tội nghiệp người ta không. Em nói thật sự em bán em kiếm lợi, chứ mà em phải để cái đạo đức nó lên hàng đầu, phải để cái tâm mình như thế nào đó, mình phục vụ cho mọi người rõ ràng và trật tự. Cái mình làm như vậy mình không có bị sai lương tâm. Những người ta thông minh, người ta nhìn vô người ta sẽ biết cái thi đang làm gì. Còn những người mà giống như tham sân si, nó con này nó khùng, nó điên, con này làm A, B, C, D. Còn có trường hợp nữa, mới có trường hợp nó các thi chẳng nữa. Nó các thi chẳng, bán bánh tráng mà chẳng. Hỏi mọi người, như thế này mà chẳng đâu không được. Ngồi đây mọi người đều ưu tiên 3 phần hoặc là 4 phần hoặc là 2 phần ưu tiên hết, đều bán cho mọi người song song rồi đó, song song nhưng mà đều hết với nhau. Mấy bà không chịu ngồi đợi, mấy bà chạy thẳng vô nhà các thi luôn, 3 phần đi các thi, 3 phần đi. Rồi các thi bán cho bà 3 phần thì các thi bị hổ thẹn lương tâm, mọi người đang ngồi đây đợi các thi, thì hỏi mọi người các thi có nên bán hay không? Các thi không. Ngoài trường hợp là đặt hàng trước hoặc là các thi đã nhận cái đơn hàng đó rồi thì các thi mới bán trước cho anh đó ABC về, giống như chị này nè, ngày mai chị về Hà Nội thì các thi cố gắng 1 giờ thì mua bao nhiêu phần, 1 giờ các thi sẽ tranh thủ đưa cho chị, nhưng mà chị bị kẹt lại 1 giờ phải ra sân bay, còn 12 giờ là lúc đó là chưa có nước tắt, chưa có gì hết, làm sao ra kịp được. Ừ, cái điện thoại đặt trước đi, điện thoại cái số điện thoại công an phường nhà tôi nè. Chổng nó hết cái lên đó ngồi luôn đó. Không có đâu, để tí xíu các thầy bấm số điện thoại rồi mình lưu vô số đó rồi từ từ mình đi qua bên trước khi muốn lấy bánh trắng của điện thoại trước cho các thi, rồi các thi gửi cho mình để cho mọi người đi xa, mọi người khó, mọi người dùng, chứ để mà cái chuyện mà mọi người biết hả, bây giờ các thi mà cứ ưu tiên hoài tội nghiệp lắm. Hồi đó các thi mới vừa bán mà còn bị lộn xộn á, các thi ưu tiên cho người già mà tội nghiệp lắm. Có anh đó họ ngồi đợi chừng 2 tiếng đồng hồ mà chưa có bánh, tại các thi cứ ưu tiên hoài, đem ra 10 phần các thi ưu tiên cho mấy anh này hoài à. Còn những người đang ngồi đã đợi mỗi mòn tội nghiệp ta, mình buôn bán mình phải nhìn kỹ, ai cũng muốn có phần, ai cũng muốn lẹ. Em biết mọi người không ai rảnh mà để thời gian lên đây ngồi đợi em đâu, mọi người ai cũng buồn bịu trong cuộc sống hết trơn á, ai cũng lo kiếm tiền, ai cũng lo tranh thủ, nhưng mà vì mọi người cũng có sự tò mò, cũng có sự mà muốn tìm hiểu, cũng muốn thưởng thức những cái món ăn này nó như thế nào, mà biết bao nhiêu người ta tụ hợp lợi với các thi, khẳng định mọi người là một tiền bánh tráng của các thi rất là bình thường, giống như mọi người muốn bán thôi, không có gì đặc biệt hết. Nhưng đặc biệt ở đây là mọi người biết đến ngay, mọi người xem qua ví dụ em thấy em ngồi nói là gì, em đi làm MC chương trình thì cái nọ thì em nói có thể là những cái câu gì đó nó hơi hài hước, nó cũng có cái gì đó nó dễ thương, thì mọi người mến em cảm ơn rất là nhiều đó. Bây giờ có bánh đây nè, bánh không em? Dạ. Mày nói mày đem ra xoài tao chửi chết à. Dạ có xoài nhiều hơn bánh rồi, đừng để đây. Mọi người ở bên đây có bánh tráng sa tế và bánh tráng me, mọi người ủng hộ giùm em nha. Nó bánh tráng 2 lớp, nó 20 ngàn. Cái bao hồi nãy lần đầu tiên là chưa ginh ra, là chưa đưa phiếu đúng không? Mọi người thấy không, mới đem ra có 20 bịch, một lần ra gì có 20 bịch. Rồi lẹ đi em, bán từ ai? Mình có xoài đầy đủ không em? 2 bịch nữa, đưa cho anh đó đi 2 bịch nữa cùng đi. Dạ, bây giờ mình đó là ban đầu đúng không? Rồi hỏi nó mặt nó ngu luôn. Từ từ trời em nhìn trai em mới nhớ. Trời. Đó là em nghĩ sao? Ép lại cha. Ôi làm trời. Rồi đưa. Con. Trời. Không, chú Giáng Tiên giờ mày lạ lắm, em nhìn không biết chú Giáng Tiên à. Bữa nay chú Giáng Tiên có bộ tóc giả mới không chú Giáng Tiên?
Cảm ơn chú Giang Tiền. Rồi, bây giờ là tới bé, mấy phần? 4 phần, em đến đây đưa cho bé là 4 phần. Rồi xong với em 2, 4. Không, anh này bắt đầu từ anh này, chị này cũng anh này hàng đó lên sao quá. Rồi sao? Hai cái người này là dọn hàng lên, còn cái hàng này chưa có hết. Nó đứt cái hàng này. Rồi hai đáng hỏi tới ai rồi không trả lời. Em nói tới cái anh áo trắng này mà. Con này con mà đập đá con này nó dẫm cho đi chết luôn nè. Đá nó dẫm chị đi xuống bé xong. Mình trong ngay nha. Mình nói sao lắm mà mình bị tôi nè. Muốn tắt nè. Rồi chị em đưa 300 muốt cũng được. Chị đập gái. Chị, chào em. Ok, cảm ơn nha. Rồi. À, mình 120 với em. Nhưng mà em thì em ở đâu vô? Dạ. Em ở đâu tới? Ở bên dạ, đúng rồi. Chưa có xoài. Khoan khoan bây giờ khoan từ từ nè. Rồi ok ok. Rồi các thứ có mình lại. Rồi để các thứ bấm cho. 4 phần con các thứ là 380 nha. Đây. Gửi đây. Cảm ơn nha. Ôi, cứ nói là em ở ngoài. Nói nghe chị. Bữa em có điện. Mình có kêu cáo viên không anh? Anh ơi. Em ơi, em bay từ Hà Nội qua đây hả? Hay là em hay ra Hà Nội? Em chuẩn bị ra Hà Nội. À, em người Nam hả? 3 bịch, 4 bịch hay 2 bán? 3 bịch nè. 4 nè. Rồi, lấy buồn kia rồi. Rồi, nhớ đưa em tiền nha bé.